tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen ngợi trước hành động tinh tế này khi về thăm trường cấp 3. Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức về thăm trường cấp 3 của mình. Được biết, đây là lần đầu tiên cô trở về thăm trường sau khi tốt nghiệp và với tư cách là tân Hoa hậu Việt Nam. Trong lần trở về thăm trường này, cô đã ra mắt quỹ học bổng Đỗ Hà được trao cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện ở Thanh Hóa trong thời gian này. Sự xuất hiện của Đỗ Hà đã khiến hội trường nhộn nhịp, nhiều học sinh chạy ra xin chữ ký. Điều đáng nói, Đỗ Hà cũng có hành động đáp lại vô cùng đẹp khi liên tục cười, cứ đi một hai bước lại cúi đầu chào. Cô nàng cũng liên tục nói lời cảm ơn trước sự ủng hộ của người xung quanh. Đặc biệt, có lần đi cùng thầy chủ nhiệm để lên bục sân khấu nhận hoa, cô nàng đã đưa tay với ý mời giáo viên lên trước, còn bản thân sẽ đi sau. Đỗ Hà là học sinh lớp 1A1 trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc. Cô được nhận xét học tốt môn tiếng Anh, từng tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn này. Nhận xét về cô học trò này, thầy chủ nhiệm chia sẻ, Hà cũng là người giải quyết được những mâu thuẫn giữa các bạn trong trường, trong lớp và có khả năng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nên được mọi người quý mến. Trong quá trình học tập, Hà là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị kỷ luật và luôn chấp hành tốt các quy định của trường lớp. Sau khi ra trường, Hà cũng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm các thầy cô tại trường cấp 3. Video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.